Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Ngô Thị Tố Nhiên, chuyên gia môi trường thứ sáu bị bắt. Ngày 20 tháng 9, VOA tiếng Việt loan tin Việt Nam bắt giam chuyên gia năng lượng Ngô Thị Tố Nhiên vài ngày sau chuyến thăm của Tổng thống Biden. Bản tin VOA dẫn nguồn từ một hãng tin quốc tế cho biết Việt Nam vừa bắt giữ một chuyên gia năng lượng vài ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đến thăm Hà Nội và công bố nhiều sáng kiến chung bao gồm cả việc bảo vệ nhân quyền. Hãng tin quốc tế dẫn thông tin từ The ATA Project hôm 20 tháng 9 cho biết trong một tuyên bố rằng Công an Hà Nội đã bắt giữ bà Ngô Thị Tố Nhiên, Giám đốc điều hành sáng kiến chuyển đổi năng lượng Việt Nam, Việt SE, một tổ chức tư vấn độc lập tập trung vào chính sách năng lượng xanh vào ngày 15 tháng 9. Chính quyền chưa đưa ra thông báo nào về việc bắt giữ và báo chí trong nước cũng chưa đưa tin về việc này chính phủ Việt Nam không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của hãng tin quốc tế. Tuy nhiên, một người biết rõ sự việc đã xác nhận với hãng tin quốc tế rằng bà Nhiên đã bị giam giữ. Theo VOA, The ATA Project, dự án 88, cho biết thêm năm chuyên gia năng lượng và khí hậu khác hiện đang bị giam giữ tại Việt Nam. Trong bối cảnh quốc gia do Cộng sản cai trị này đang đàm phán với các đối tác quốc tế để đẩy nhanh các chính sách giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, hình ảnh bản tin trên VOA. Năm chuyên gia về năng lượng và khí hậu bị bắt trước đó đều bị khởi tố về tội trốn thuế là Thứ nhất, ông Đặng Đình Bách, 45 tuổi, từng là giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển Bền Vững, LPSD, bị bắt vào ngày 24 tháng 6 năm 2021. Sau đó, ông Bách đã bị kết án 5 năm tù và ông không nhận tội khi ra tòa. Thứ hai là bà Nguyễn Thị Khanh, 47 tuổi, từng là giám đốc điều hành, đồng thời là người sáng lập Trung tâm Phát triển và Sáng tạo xanh Green ID tại Việt Nam. Bà Khanh cũng là điều phối viên vận động cho mạng lưới sông ngòi Việt Nam VRN. Năm 2018, bà Khanh đã giành được giải thưởng môi trường Goldman. Bà bị bắt vào ngày 9 tháng 2 năm 2022, sau đó bị kết án 2 năm tù. Tuy nhiên, bà đã được thả trước thời hạn vào ngày 12 tháng 5 vừa qua. Thứ ba, ông Mai Phan Lợi, 52 tuổi, nhà báo, cựu chủ tịch Hội đồng khoa học Trung tâm truyền thông giáo dục cộng đồng MEC, bị bắt ngày 2 tháng 7 năm 2021 và bị kết án 45 tháng tù. Ông Lợi mới được thả tự do trước hạn nhân dịp Tổng thống Biden thăm Việt Nam theo thỏa thuận giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Thứ tư là ông Bạch Hùng Dương, 48 tuổi, cựu giám đốc MEC, bị bắt chung vụ với ông Mai Phan Lợi bị kết án 27 tháng tù. Và thứ năm là bà Hoàng Thị Minh Hồng, 51 tuổi, là sáng lập viên kiêm giám đốc tổ chức Change, bị bắt ngày 21 tháng 6 năm 2023 và hiện đang bị tạm giam. Hình ảnh bà Ngô Thị Tố Nhiên trước khi bị bắt. VOA cho biết vào thời điểm giam giữ, bà Ngô Thị Tố Nhiên đang hợp tác với Văn phòng Việt Nam của Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc để thực hiện đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng một cam kết trị giá 15,5 tỷ đô la của nhóm G7 và các nước khác nhằm giúp Việt Nam giảm sử dụng than. Ông Biden rời Việt Nam vào ngày 11 tháng 9 sau khi nâng cấp quan hệ ngoại giao và ký kết nhiều thỏa thuận với lãnh đạo Hà Nội. Ông Biden đã vấp phải sự chỉ trích từ các tổ chức nhân quyền cáo buộc ông gạt bỏ các vấn đề nhân quyền. Hôm 19 tháng 9, một hãng tin quốc tế đưa tin rằng như một phần của thỏa thuận, hai nhà hoạt động nhân quyền bị giam giữ đã được thả và hai người khác bị cấm xuất cảnh được phép định cư đến Hoa Kỳ. Vẫn theo VOA, tổ chức theo dõi nhân quyền SAW cho biết hồi đầu tháng này rằng trước chuyến thăm của ông Biden, Việt Nam giam giữ ít nhất 159 tù nhân chính trị và giam giữ 22 người khác. Ông Ben Swanton, tổng giám đốc dự án 88 cho biết Việc giam giữ bà Nhiên chứng tỏ chính phủ Việt Nam đang sử dụng tù nhân chính trị làm công cụ mặc cả trong các cuộc đàm phán ngoại giao. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội không trả lời lập tức yêu cầu bình luận của các hãng tin quốc tế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm với bản tin Ngô Thị Tố Nhiên, chuyên gia môi trường thứ 6 bị bắt. Cựu Ngoại trưởng Trung Quốc bị điều tra vì ngoại tình. Ngày 19 tháng 9, VOA tiếng Việt, loan tin, cựu ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương bị cách chức sau cáo buộc ngoại tình. VOA dẫn tin từ một tờ báo Mỹ hôm 19 tháng 9 cho hay cựu ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương, người bị cách chức hồi tháng 7 trước đó đã ngoại tình khi còn là đại sứ tại Hoa Kỳ. Hình ảnh bản tin trên VOA. Bản tin từ báo Mỹ cho biết ông Tần Cương đang hợp tác với cuộc điều tra hiện tập trung vào việc liệu vụ việc này là hành vi của ông Tần có làm tổn hại đến an ninh quốc gia của Trung Quốc hay không. Theo VOA, các quan chức cấp cao của Trung Quốc được thông báo rằng một cuộc điều tra nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho thấy ông Tần có liên quan đến vụ việc này trong suốt nhiệm kỳ làm đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ. Hai nguồn tin nói với tờ báo Mỹ rằng ông Tần có một đứa con rơi ở Mỹ trong cuộc ngoại tình này. VOA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói khi được hỏi về tin trên tờ báo Mỹ về việc bổ nhiệm và bãi nhiệm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc. Phía Trung Quốc đã công bố thông tin trước đó và tôi không biết gì về những thông tin khác mà bạn đang đề cập. VOA cho biết thêm, ông Tần đã được thay thế bởi nhà ngoại giao kỳ cựu Vương Nghị vào tháng 7 với tư cách là Bộ trưởng Ngoại giao sau một tháng vắng mặt bí ẩn chỉ sau nửa năm đảm nhiệm chức vụ. Hình ảnh cựu Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương Trước đó, ngày 19 tháng 7, BBC tiếng Việt từng bình luận về sự mất tích của ngoại trưởng Tần Cương. Theo đó, ông Tần Cương 57 tuổi đã không xuất hiện trước công chúng kể từ ngày 25 tháng 6. Ông Tần là một trợ lý thân tín của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, là một trong những nhân vật nổi bật trong chính quyền Trung Quốc. Việc ông Tần vắng mặt kéo dài không chỉ khiến giới ngoại giao và quan sát chính trị Trung Quốc thắc mắc mà còn cả những người dân thường Trung Quốc BBC nhắc đến việc ngày 17 tháng 6, người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói bà không có thông tin gì về ông Tần Cương. BBC nhận xét, xét về tính chất của hệ thống chính trị Trung Quốc phần lớn mang tính bí ẩn, sự biến mất đột ngột của các quan chức cấp cao có thể là một dấu hiệu bất thường. Câu trả lời trống rỗng của bà Mao Ninh đã dẫn đến những đồn đoán tăng vọt về sự vắng mặt của ông Tần và dẫn đến những sự ngờ vực sâu sắc hơn. Chuyện quan chức cấp cao biến mất trong một khoảng thời gian mà không có giải thích không phải là hiếm. Thông tin chỉ xuất hiện sau khi họ trở thành một đối tượng điều tra hình sự, hoặc có thể biến mất và sau đó xuất hiện trở lại mà không có lời giải thích lý do vì sao. BBC nhắc lại việc chính ông Tập Cận Bình cũng đã biến mất trong 2 tuần, không lâu trước khi nhậm chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi năm 2012, làm xuất hiện những tin đồn xung quanh sức khỏe của ông và những đấu tranh quyền lực trong nội bộ Đảng cầm quyền. Hình ảnh bài bình luận hồi tháng 7 trên Ông Tần là một trong những quan chức cấp cao nhất trong Đảng và vắng mặt lâu như vậy, khoảng trống thông tin này chỉ làm gia tăng những đồn đoán. BBC cho biết, một trong những giả thuyết được chia sẻ nhiều nhất trên mạng đó là ông Tần Cương đang bị điều tra liên quan đến cáo buộc có mối quan hệ ngoài hôn nhân. BBC dẫn lời ông Vũ Khương một nhà bình luận chính trị trung quốc từ bắc kinh cho biết mọi người quan tâm đến câu chuyện bởi vì họ tò mò về bất cứ bí mật nào trong chiếc hộp đen đó sự biến mất của ông ấy cho thấy tính chất mong manh dễ vỡ trong hệ thống ngoại giao của trung quốc và hệ thống đưa ra quyết định ở cấp bậc cao bbc cho biết thêm con đường thăng tiến vào vị trí ngoại trưởng của ông tần được xem là rất nhanh ông là một trong những người được bổ nhiệm giữ chức ngoại trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử trung quốc sau chưa đến 2 năm giữ chức vụ đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, ông đã được bổ nhiệm chức vụ Ngoại trưởng Trung Quốc hồi tháng 12 năm 2022. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo d với bản tin Cựu Ngoại trưởng Trung Quốc bị điều tra vì ngoại tình. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh Youtube và Facebook của Thời báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo chấm d